Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh Hoàng Vũ Center nha mọi người. Này là mình nhận cái máy MacBook này, A2337. Cái này là tình trạng của nó, khách hàng là xài lâu rồi không xài chứ, máy mới mà để lâu pin hư, pin hư nha mọi người. Thì đây là A2337 là M1 đó. Đây là cục pin này, mình sẽ thay cục pin này. Pin này mình sẽ cho anh khách hàng xem ha. Khách hàng xem rồi, anh khách hàng là người nước ngoài. Mình test hết rồi, hư pin, rút sạc ra là tắt thôi, báo siêu vịt luôn. Giờ mọi người xem quy trình mình thay cục pin này cho anh nước ngoài, đợi ảnh là một tiếng đó, hàng anh một tiếng, anh nó hoài, anh đang hoài. Likewise, one hour finish, ok, yeah, no problem. I record video, ok, no problem, thank you very much. Ok, giờ mình thay nha mọi người, mình thay ảnh, xin phép ảnh đàng hoàng quay video ha, xin ảnh đàng hoàng lên mình mới quay nó mới chuẩn, ok ha mọi người ha. Trước khi mà quay video mình luôn luôn là ghi hình gì thì mình luôn luôn xin phép khách hàng đó. Hỏi thử anh khách hàng đó gì, có một anh nước ngoài nữa nha mọi người nha, để mình ra mình tư vấn anh, ok ha. Nhưng mà mọi người xem quy trình nha. Thay cục pin Phúc thay rất là chuyên nghiệp. Phúc thay hồi xưa giờ chắc chắc mấy trăm pin rồi mọi người. Pin này mình trước khi thay mình cũng đưa cho anh khách hàng nước ngoài xem rồi nha. Khách hàng nước ngoài xem rồi, anh đợi lấy liền. Đó mọi người thấy rồi đó, giờ chỉ thay thôi, báo anh một tiếng chắc là 45 phút 30 phút thôi Phúc ha. Không tới một tiếng nha mọi người. Đó, ok, rồi giờ thay thôi, rồi ra giao thôi. Pin mới là mình cho ảnh xem trước rồi nha mọi người. Mình làm quy trình chuyên nghiệp đó, xem pin mới trước khi rồi mình làm. Này máy ảnh rút ra tắt, nên xíu được bật lên là cắm sạc lại rồi mời ảnh bắt buộc làm test lại đó. Quy trình vậy thôi nha mọi người. Thay pin này rất là đơn giản. Cái này là video này mình làm với tiêu đề là thay pin MacBook E A2337 M1 đời 2020-2021 đó, cho anh khách nước ngoài. Không biết hỏi gì nè, anh tên gì nữa. Xong nha mọi người. Tiếp theo nha mọi người, xong rồi nè. Giờ mình chỉ giao cho anh khách hàng người nước ngoài này nữa thôi. What's your name? Amit. Amit. Ok. Where from? India. India. Anh đến từ Ấn Độ nha mọi người. Ok, bây giờ là you. Battery new. No problem. Battery nè, ok nè. Ok, no charging. Charging nè. Not service nè, ok. Yeah. Ok. Battery. Mình cho anh xem nha mọi người. Cái cycle count bên trong nè. Cái pin cycle count. Đó, nói chung là cho anh xem. Xem ở trong pin, về phòng pin thì nó sạc bao nhiêu lần. Rồi pin new 100%, thay pin thì cho anh ảnh xem rồi. Bảo hành thì mình cũng báo rồi. Quality statement, ok. Quality by serial number and your phone. Okay. Bảo hành bằng số điện thoại với lại cái serial máy nha mọi người, không cần cầm cái hóa đơn bán lẻ đâu, cái đó dục mất cũng được. Ok, giờ cơ bản mình test ổn hết rồi nè. Pin đồ này kia đồ sạc lên hết rồi. Ok, you can test it. Ok, finish. Ok, finish nha. Yes, thank you very much. Anh sẽ thanh toán bằng mắt tất cả. Finished? Ok. Yes, yes. Yeah. Chúng ta finish. Ok, thanh toán bằng mắt tất cả nha mọi người. Ok, cái này thường thường sẽ tính 1% nhá. Nhưng mà thôi, hỗ trợ luôn.
hỗ trợ khỏi tính 1% trẹt thẻ của nhà cung cấp nha. Ok, hoàn thành cái video thay pin cho anh nước ngoài Ấn Độ nha mọi người ha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Yeah, very good service. Very good service. Very good service. Thank you very much.